toàn cảnh khu cây cô đơn. Đây là một địa điểm đẹp, rất là chill để quay phim chụp ảnh. À, dưới kia con đường đi Lai Châu. Và phía bên trên là những cầu kính Rồng Mây. Cái khu này thuộc vào cái đỉnh đèo Ô Quy Hồ, cách đỉnh đèo khoảng tầm chừng một cây nữa từ đường Lai Châu sang. Đây là cái view để chụp ảnh, quay phim. À, mọi người đi Sapa, Lai Châu không dừng qua điểm này thì rất là đáng tiếc. Đó, kia là cái cây cô đơn, nơi mà mọi người hay check in để chụp ảnh. Một lần nữa từ đỉnh đèo nhìn xuống. Đó, một cốc để cà phê. Đó, mọi người thấy góc quay rất là đẹp này, chiêu không? Đó, góc này cà phê đẹp dã man luôn. Ừ, nhìn thẳng ra về phía. Quá là đẹp. Gracias.